Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Và tôi xin gửi lời chào mừng thân ái đến toàn thể quý ông bà chị em ở trong tình yêu thương của Chúa Jesus Christ của chúng ta. Cảm ơn Chúa khi chúng ta được nhóm lại thờ phượng Chúa thì chúng ta cũng được nghe những lời làm chứng rất là được khích lệ từ những con cái Chúa. Hôm nay có những anh chị em con cái Chúa từ Đắk Lắk đến đây để làm chứng, chia sẻ lại những ơn phước mà Chúa đã làm ở trên cuộc đời, trên gia đình, trên công ăn việc làm, trên tài chánh của chúng ta trong những ngày vừa qua. Thật sự Chúa của chúng ta là tốt lành. Amen không quý mài chị em? Chúa luôn tốt lành mọi lúc mọi nơi. Và cho dẫu cuộc đời của chúng ta có như thế nào chăng nữa thì Chúa Ngài vẫn luôn thành tín. Những gì mà Chúa đã hứa với chúng ta thì nó sẽ được ứng nghiệm ở trong đúng thời điểm của Ngài, theo cách của Chúa. Cảm ơn Chúa. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng là kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt, còn ta đã đến hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dữ dật. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 10, lời của Chúa Giêsu Ngài phán như vậy. Vậy thì chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài đến để cho chúng ta được sự sống. Và không phải chỉ được sống mà thôi, nhưng mà chúng ta cũng được sống dữ dật nữa quý mài chị em. Buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề, đó là phá hủy quyền lực của linh nghèo thiếu. Thưa quý mài chị em, là con cái Chúa, chúng ta biết rằng chúng ta được tái sanh và chúng ta được chuyển vào vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Vương quốc đó là vương quốc quyền năng và vinh hiển. Ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì không có người nghèo. Dạ. Tại sao như vậy ạ? Chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 9. Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 8 câu 9, lời của Chúa nói thế này: vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài anh em được nên giàu. Lời của Chúa nói với chúng ta rằng là ơn của Chúa Giêsu ban cho những kẻ tin nơi Ngài, đó là họ sẽ bởi sự nghèo khó của Chúa đã chịu trước đây mà chúng ta được trở nên giàu có ở trong đức tin nơi Chúa. Vậy thì những ai chúng ta được tái sanh ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẽ không còn sống ở trong sự nghèo thiếu, nhất là sự nghèo thiếu về thuộc linh. Và khi chúng ta được thoát khỏi những sự nghèo thiếu về thuộc linh thì chúng ta sẽ được mặc lấy sự giàu có về thuộc thể ở trong cuộc đời của chúng ta. Chúa Ngài nói trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 câu 4 rằng là phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Chương trình của Chúa đó là muốn cho những người tin nơi Chúa họ được sự gặp gỡ Chúa và được biến đổi thân phận của họ. Có thể trước khi tin Chúa chúng ta là những người nghèo. Chúng ta trong thế gian này mình không có cái gì ở trong tay cả. Hoặc là tệ hơn nữa, chúng ta là những con nợ, chúng ta là những người phải mang một gánh nặng nợ nần rất là lớn. Như chúng ta cũng vừa mới nghe lời làm chứng, có người đã phải mang nợ 1 tỷ rưỡi, hoặc là có người mang nợ 30 tỷ, hoặc là có người mang nợ 50 tỷ. Quý vị có thể thấy rằng những con số đó, nó có thể càng ngày càng gia tăng khi chúng ta, mình gặp càng nhiều người. Có những người họ nợ tới vài trăm tỷ nữa quý vị. Và chúng ta thấy rằng là đối với Đức Chúa Trời đó, Ngài không phải Ngài là đấng nghèo hèn đâu. Có thể khi Chúa Giêsu Ngài đến gian này, Ngài là một hài nhi nghèo hèn ở trong máng cỏ. Nhưng mà sau khi Chúa Giêsu Ngài thăng thiên về trời thì Chúa Giêsu bây giờ Ngài có một danh sang trọng, một danh vinh hiển, một danh giàu có hơn tất cả những danh xưng khác. Và Ngài là đấng giàu có, Ngài có quyền để trả lời cho mọi nhu cầu nan đề của chúng ta. Và buổi chiều hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về cái chủ đề phá hủy quyền lực của linh nghèo thiếu cho con cái Chúa chúng ta, những ai chúng ta đang sống ở trong những sự trói buộc của tà linh ma quỷ, khiến cho công ăn việc làm của mình rồi tài chánh của mình nó cứ bị thất bát thất bại, và mình đã cố gắng, mình nỗ lực, mình cải thiện bản thân, nỗ lực cải thiện công ăn việc làm của mình, nhưng mà hầu như không có một sự tăng trưởng hay là một sự phát triển. Và chúng ta sẽ thấy được rằng là đằng sau những cái sự thất bại đó, nó luôn có một cái dấu vân tay của kẻ thù chúng ta là ma quỷ. Và chúng ta cần phải cầu nguyện cách khác, chứ chúng ta không thể cầu nguyện theo một cách bình thường mà chúng ta thường hay cầu nguyện: Chúa ơi, xin ban phước cho con để con được thành công, được thịnh vượng cho công việc này, xin Chúa ban phước cho con để con được trở nên giàu có. Những lời cầu nguyện đó là những lời cầu nguyện rất là bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta phát hiện ra được ở trong cuộc đời của chúng ta có linh của sự nghèo thiếu,
Và chính nó là kẻ gây ra những cái sự nghèo thiếu, thiếu trước hụt sau ở trong đời sống của mình. Thì chúng ta cần phải cầu nguyện cách khác, quý mài chèm. Chúng ta không cầu xin với Chúa bình thường nữa, nhưng mà chúng ta cần phải cầu nguyện đuổi quỷ. Tức là cái lời cầu nguyện của chúng ta nó cần phải quyết liệt hơn. Bởi vì không có một con quỷ nào mà nó lịch sự đến nỗi mà chúng ta xin Chúa nó rời khỏi đời sống của chúng ta, thì nó sẽ tự động cuốn gói và nó rời khỏi cuộc đời của chúng ta. Ma quỷ chỉ rời khỏi cuộc đời của con cái Chúa khi con cái Chúa đuổi nó đi. Quý mà cho em hiểu điều này không à? Ma quỷ nó không đợi chúng ta mời, xin mời anh quỷ ra khỏi cuộc đời của tôi nghe. Không có đâu quý mà cho em. Nó rất là lì, nó ăn rau muống lì như trâu. Quý vị cần phải đuổi nó, cần phải lên tiếng, phải lớn tiếng và lấy uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ để truyền lệnh cho nó một cách cương quyết ở trong danh Chúa Jesus Christ. Thì lúc đó quỷ nó sẽ biết rằng là quý vị có cái gì. Quỷ nó không bao giờ nó sợ tỏi, nó không sợ những cái đồ dơ, đồ lót mà người ta thường dùng để trừ ta. Nhưng mà ma quỷ nó chỉ sợ danh của Chúa Jesus Christ mà thôi. Và những ai biết mình có uy quyền trong danh Chúa Jesus Christ thì mới có thể đuổi quỷ. Tôi xin nhắc lại nha, những ai biết mình có uy quyền ở trong danh Chúa Jesus Christ thì người đó mới có thể đuổi quỷ. Còn những ai mà không biết mình có uy quyền ở trong danh Chúa Jesus Christ á, thì cho dù rằng là họ có bỏ cuộc đời của họ để đi nhà thờ, để hoạt động tôn giáo, sinh hoạt tôn giáo, dâng hiến trong hội thánh, rồi học lời của Chúa, mài mòn ghế nhà thờ từ năm này qua năm nọ, thì người đó cũng không bao giờ có thể đuổi được một con quỷ dù là nhỏ nhất. Nhưng mà khi quý vị hiểu được mình có uy quyền ở trong danh Chúa Jesus Christ, thì điều đó nó sẽ thay đổi quý vị, thay đổi cuộc đời của quý vị, thay đổi vận mệnh quý vị. Và ma quỷ nó sẽ không còn có thể kiểm soát và ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta nữa. Làm sao tôi biết rằng là ma quỷ nó có thể ảnh hưởng và nó có thể kiểm soát cuộc đời của một người qua sự nghèo thiếu của nó? Chúng ta xem ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 28, từ câu 15 cho đến câu số 20, chúng ta sẽ thấy được những cái hậu quả của một cuộc đời khi mà linh nghèo thiếu cầm buộc cuộc đời đó như thế nào. Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Ngài mà ta truyền cho ngươi ngày nay, thì này là mọi sự rủa sả sẽ giáng xuống trên mình ngươi và theo kịp ngươi. Ngươi sẽ bị rủa sả ở trong thành và ngoài đồng ruộng. Cái giỏ và thùng nhà bột của ngươi cũng bị rủa sả. Hoa quả của thân thể ngươi, bông trái của đất ruộng ngươi, luôn với lứa đẻ của bò cái và chiên cái ngươi đều sẽ bị rủa sả. Ngươi sẽ bị rủa sả khi đi ra và lúc đi vào, vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va, nên trong mọi công việc ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng và hăm dọa cho đến chừng nào ngươi bị hủy diệt và chết mất vội vàng. Câu 38 cho đến 44, lời của Chúa tiếp tục như thế này: ngươi sẽ đem gieo nhiều mại trong ruộng mình, nhưng mùa gặt lại ít, vì sẽ bị cào cào ăn sạch. Ngươi trồng nho, song không được uống rượu và không gặt hái chi hết, vì sâu bọ sẽ ăn phá đi. Ngươi sẽ có cây olive trong cả địa phận mình, nhưng lại không được xức dầu, vì cây olive sẽ rụng trái. Ngươi sẽ sanh con trai và con gái, nhưng chúng nó không thuộc về ngươi, vì chúng nó sẽ bị bắt làm tội mọi. Con rầy sẽ ăn hết cây cối và thổ sản của ngươi. Khách lạ ở giữa ngươi sẽ lấn lướt trên ngươi càng ngày càng cao, còn ngươi lại hạ xuống càng ngày càng thấp. Họ sẽ cho ngươi vay, còn ngươi chẳng hề cho vay lại. Họ sẽ ở đằng đầu, còn ngươi ở đằng đuôi. Đấy là những lời mà chúng ta khi đọc qua chúng ta có thể nổi da gà, đúng không ạ? Những cái lời này và nó là rất là khủng khiếp. Bởi vì Chúa Ngài nói rằng là khi một người thuộc về Chúa mà không nghe theo tiếng phán của Chúa, không cẩn thận làm theo các điều răn và luật pháp của Chúa mà Chúa đã truyền cho họ đó, thì tất cả những sự rủa sả này sẽ giáng xuống trên mình người đó. Làm ăn không ra cái gì hết, đúng không quý mài cho em? Chúng ta thấy rằng là cái người này bị rủa sả ở trong thành phố và ở ngoài đồng ruộng. Bây giờ có làm công nhân hoặc là làm quản lý hay là làm sếp, làm giám đốc, làm lớn hay làm nhỏ chừng nữa thì cũng đều bị rủa sả hết quý vị. Người này có làm kinh doanh thì làm cái gì nó cũng thiếu lên hụt xuống, nợ nần đầy đầu và không thể ngóc đầu lên nổi. Và có thể hình ảnh này khiến chúng ta nghĩ đến những người mà bị ở ngoài thế gian người ta dùng cái từ đó là bị vận hạn đó.
phải đi giải hạn ha, đi thầy giải hạn cúng để cái cuộc đời của người này nó không còn bị hạn xuôi nữa. Đây là những cái lời mà Chúa thấy ở trong Kinh Thánh. Chúa nói rằng là cái người này đi ra cũng bị rủa sả mà đi vào cũng bị rủa sả nữa. Tức là người rất là xui xẻo, làm cái gì nó cũng xui xẻo hết. Tại sao lại như vậy quý mà chị em? Chúa nói rõ ràng với chúng ta trong câu 20. Đó là vì cớ ngươi làm điều ác và lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Nên trong mọi công việc mà ngươi bắt tay làm, Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi cái sự rủa sả kinh khủng và hăm dọa này. Bởi vì con người chúng ta phạm tội và chúng ta lìa bỏ Chúa. Tôi hỏi quý vị rằng là con cái Chúa có bao giờ phạm tội và lìa bỏ Chúa không? Có không? Có đúng không ạ? Khi mà chúng ta khó khăn á, chúng ta thường hay bám chặt lấy Chúa lắm. Cái gì cũng kêu Chúa, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, xin Chúa giúp đỡ con. Mà thật sự Chúa Ngài thương xót và Chúa giúp đỡ. Được phước đi lên. Nhưng bắt đầu khi mà cuộc đời nó ổn định rồi hen, bắt đầu mình chủ quan và ngủ quên trên chiến thắng. Và mình quên mất Chúa là ai. Có những khi lời của Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 á, Chúa nói rằng là khi vào trong xứ rồi, thấy của cải mình thêm lên, tài sản dư dật rồi, thấy nhà cao cửa rộng rồi, có vườn tược, nói trong lòng rằng là này là bởi sức lực của tay mình làm ra, mình quên đi Chúa là ai. Và chính như lúc đó đó quý mài cho em, thì lòng của mình đang lìa bỏ Chúa mà mình không biết. Tôi cầu nguyện xin Chúa Ngài cho hội thánh của Chúa không bao giờ chúng ta mắc phải cái điều này. Tại vì Chúa là nguồn sự sống. Và khi mà chúng ta lìa bỏ khỏi Chúa, chúng ta mất đi nguồn sự sống của chúng ta rồi, thì cái sự chết nó đến là cái điều dĩ nhiên. Đúng không ạ? Một cái khúc cây mà nó rời khỏi cái gốc cây rồi đó, thì khúc cây đó cho dù nó có tươi, nó xanh như thế nào cho nữa, thì khúc cây đó nó vẫn là khúc cây chết. Cho nên đời sống của chúng ta cần phải luôn gắn chặt lấy Chúa quý mài cho em. Dù là có giàu có, thịnh vượng, hay là ở trong cái chức vụ địa vị sang trọng thế nào chăng nữa, thì nguyện lòng của chúng ta luôn khiêm nhường và nói với Chúa rằng Chúa ơi, nhờ có Chúa mà con có được ngày hôm nay, và con càng khiêm nhường hơn để con sẽ trở thành nguồn phước cho nhiều người khác. Tôi đang nói những lời này cho những đại gia tương lai, cho những triệu phú tương lai. Có thể hiện tại quý vị đang sống nghèo khổ, đang thiếu lên, thiếu xuống, hụt trước, thiếu sau. Nhưng quý vị ơi, có thể sau bài giảng này quý vị sẽ được thay đổi số phận của mình. Bởi vì lời của Chúa sẽ đem đến sự giải cứu chúng ta. Giải cứu chúng ta ra khỏi những sự trói buộc của những linh nghèo thiếu. Người đời khích lệ với nhau như thế này. Không ai giàu ba họ mà khó ba đời. Tại sao vậy? Họ khích lệ suông thôi. Nhưng mà tôi đã nhìn thấy thực tế có những dòng dõi, có những thế hệ đó quý vị. Họ nghèo từ thời mà, từ thuở khai thiên lập địa tới giờ đó quý vị. Nghèo từ thuở mà cách đây mấy trăm đời trước đó. Nghèo mà không thay đổi được quý vị ơi. Và cho dù rằng là cơ hội đến rất là lớn, người đó có thể thăng quan tiến chức, nhưng mà đang giữa chừng xuân thì cũng bị thất bại và đi xuống. Và tôi nhìn thấy rằng là có những thế hệ họ bị trói buộc ở trong cái linh của sự nghèo thiếu. Tại sao lại có cái linh này quý mài cho em? Chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn quyền ở trên muôn loài, đúng không ạ? Ngài muốn ban phước cho ai thì ban phước, và Ngài không muốn ban phước cho ai thì Ngài có quyền để làm gì đó. Và khi cánh tay của Chúa Ngài giơ ra để che chở bảo vệ cho dân của Ngài, thì dân của Ngài sẽ được phước, đúng không? Nhưng mà khi mà Chúa Ngài rút tay của Ngài lại thì sao? Vẫn còn phước, đúng không? Chúa Ngài rút tay của Ngài lại thì nó vẫn còn phước. Tại vì sao? Tiền bạc của cải Chúa cho, Chúa không lấy lại. Nhưng mà khi mà Chúa Ngài rút tay lại thì cái sự bảo vệ nó không còn nữa. Và khi mà sự bảo vệ không còn nữa thì kẻ trộm nó sẽ đến để cướp, giết và hủy diệt. Chúa không bảo vệ nữa quý vị. Lúc đó quý vị sẽ phải tự bảo vệ mình, đúng không ạ? Mình sẽ phải tự suy nghĩ xem cách nào để mình có thể bảo vệ tiền bạc của cải, công ăn việc làm của mình. Nhưng tôi hỏi quý vị rằng là khi ma quỷ tấn công con người chúng ta mà không có danh của Chúa, không có quyền năng của Chúa bảo vệ mình,
tự mình có thể đối đầu với nó được không? Quý vị có đủ sức để mà mình có thể đấu lại với ma quỷ không? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Cho nên có rất là nhiều người họ mất đi cái sự bảo vệ của Chúa. Và họ cứ nghĩ rằng là tôi có thể gìn giữ được tài sản và những cái gì mình có bằng sức riêng của mình trước quyền lực ma quỷ. Nhưng mà điều đó hoàn toàn là hư không. Cho nên chúng ta rất là cần có sự bảo vệ quyền năng siêu nhiên của Chúa cho đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta cần phải trở lại với lời của Chúa. Chúng ta cần phải nghe theo tiếng phán của Ngài. Chúng ta cần phải làm theo lời của Chúa, quý bà chị em. Thì Chúa Ngài sẽ vui lòng ban phước cho chúng ta. Con người của chúng ta ở trong cái xác thịt này nó xấu. Ở chỗ đó là nó vội mau quên ơn phước của Chúa lắm. Đúng không ạ? Cho nên ở trong Thi Thiên đoạn 103, từ câu 1 cho đến câu số 3, vua David đã từng nói rằng là: hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ông phải nhắc nhở linh hồn của mình rằng là tôi không bao giờ tôi quên ân huệ của Chúa hết. Bởi vì nếu mình không tự nhắc nhở mình, quý vị, mình sẽ mau quên ân huệ của Chúa. Do đó Chúa Ngài ban phước cho cuộc đời của David, cho dẫu ông đã về với Chúa lâu rồi, nhưng mà cái tầm ảnh hưởng của chức vụ ông vẫn còn cho đến ngày hôm nay tại Israel. Tôi xin Chúa Ngài cho chúng ta luôn luôn là những người luôn nhớ ơn huệ của Chúa. Amen. Vậy thì quý vị có muốn mình được thay đổi thân phận không? Mình không còn là người nghèo ở trong Chúa nữa không? Dạ, quý vị đều là những người có Chúa Giê-xu và chúng ta đều là những người giàu ở trong Thuộc Linh rồi, đúng không ạ? Và Chúa Ngài chọn những con người nghèo ở trong thế gian này để khiến cho họ được trở nên giàu ở trong đức tin. À, chúng ta xem ở trong Gia-cơ đoạn số 2. Câu số 5. Dạ, tôi xin đọc lời của Chúa đây. Gia-cơ đoạn số 2 câu số 5. Hỡi anh em rất yêu dấu, hãy nghe này. Đức Chúa Trời há chẳng lừa kẻ nghèo thay đời này, đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin và kế từ nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến Ngài hay sao? Như vậy thì khi mà chúng ta là người nghèo ở trong đời này, thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội rất lớn để chúng ta được Chúa Ngài lựa chọn trở nên một người giàu có trong đức tin. Thật sự để chúng ta làm chứng về Chúa Giê-xu cho một người đang ăn nên làm ra thành công và có địa vị chức tước ở trong xã hội này rất là khó. Đúng không ạ? Những người họ đang ở trong chức vụ như là chủ tịch hoặc là tổng giám đốc hoặc là CEO này, CEO nọ. Bây giờ mình đến mình nói họ tin Chúa Giê-xu Christ đi. Để linh hồn được tha tội mình, tội mình được tha, linh hồn mình được cứu đó. Dễ khó quý mà chị em. Khó đúng không ạ? Nhưng mà giả sử họ bị hạ số, họ bị thất bại cho công việc của họ. Họ đang gặp rắc rối ở trong cái năng đề kinh doanh của họ. Đó là cái cơ hội rất tốt để cho họ có thể tin nhận Chúa Giê-xu Christ. Và ở đây Chúa Ngài nói rằng là Chúa Ngài lừa những cái người nghèo thế đời này nè, đang làm cho họ được trở nên giàu trong đức tin và kế tự vương quốc của Ngài đã hứa cho kẻ yêu mến Ngài. Vậy thì chúng ta thấy rằng là ở trong Chúa đó thì cái sự nghèo khó nó chỉ là tạm thời và nó là cơ hội tạm thời để chúng ta được cất nhắc lên ở trong ơn của Chúa. Và tôi nói với quý vị rằng là trong vương quốc của Đức Chúa Trời không ai mà khó ba đời hết quý ông bà chị em. Không ai khó ba đời hết. Nhưng mà chúng ta sẽ được làm ơn cho đến ngàn đời. Amen. Yeah. Chúa Ngài nói là Ngài sẽ nhân tội tổ phụ mà phạt lại con cháu đến 3-4 đời và sẽ làm ơn cho đến ngàn đời cho cái nào yêu mến Chúa và vâng giữ các điều răn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Và những dấu hiệu của sự rủa xả chúng ta nhìn thấy ở trong đời sống của một người bị linh nghèo thiếu cầm buộc. Đó là sự không thành công ở trong công việc. Họ làm đâu họ thất bại đó. Hoặc là họ vào trong công ty, họ làm việc một thời gian thì bị người chủ ghét và người chủ sa thải. Hoặc là họ bị trừ lương
rồi họ gặp xui xẻo trong công việc của họ và gặp nhiều cái vận hạn khác. Rồi làm cái chỗ này không được, qua chỗ khác làm thì cũng lại gặp y chang tương tự như vậy hoặc là tệ hơn. Rồi ma quỷ nó dẫn dụ họ vào trong những con đường của bài bạc, cờ bạc đỏ đen và gặp sự nợ nần. Hoặc là có người làm ăn cũng chân chính, không cờ bạc đỏ đen, nhưng mà lại bị ma quỷ nó giăng bẫy ở trong những cái bẫy tài chính của nó. Nó đưa tụi đa cấp đến để mà lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Và khi mà không có sự dẫn dắt của Chúa thì dễ lắm chúng ta không thể nào có thể thoát khỏi những cái bẫy đó, quý mà chèm. Cho nên linh nghèo thiếu nó có vô số cách để mà nó lấy đi tài chánh của con người của chúng ta. Nhưng mà tạ ơn Chúa, ở trong Chúa Giêsu Christ thì Chúa Ngài cho chúng ta có được một lối thoát. Đó là chúng ta có danh của Chúa Giêsu để chúng ta được thay đổi thân phận của chúng ta. Và khi ma quỷ bị đuổi ra khỏi đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ trở nên những người được phước và giàu có. Ở trong Sa-mu-ên thứ nhất đoạn số 22 câu 1 cho đến câu 2, lời của Chúa nói như thế này về David. David đi khỏi đó và trốn trong hang đá Adulam. Khi các anh và cả nhà cha người hay điều đó, bèn đi xuống cùng người. Phàm kẻ nào bị cùng khốn, kẻ nào mắc nợ và những người có lòng bị sầu khổ cũng đều nhóm họp cùng người và người làm đầu họ. Ấy vậy, chung quanh người có chừng 400 người. Kinh Thánh nói rằng là khi mà David ông phải chạy trốn ở trong đồng vắng và trong những hang đá thì có khoảng 400 người có lòng bị sầu khổ và mắc nợ cùng khốn đi cùng với David. Và sau một thời gian ngắn khoảng chừng 13 năm thì David đã được Chúa Ngài sức dầu và cho làm vua trên Israel, đúng không ạ? Trước đó thì David đã được sức dầu rồi, nhưng mà sau 13 năm trải nghiệm với Chúa thì ông đã được chính thức công khai ngồi trên cái ngai vàng của Israel. Và đồng thời lúc đó thì những người mà đi cùng với ông á, 400 người này đó, họ được thăng chức luôn, đúng không ạ? À, người thì được làm bộ trưởng y tế ha, người thì được làm bộ trưởng bộ quốc phòng. Joab đó là bộ trưởng bộ quốc phòng đó, tại vì ông là quan tổng binh mà. Toàn bộ quân đội nằm dưới trướng của ông thì ông là bộ trưởng bộ quốc phòng. Người làm bộ trưởng, người làm bộ phó. Wow, 400 con người. Họ nợ nần đầy đầu như vậy đó. Bây giờ thì họ được giải nợ hết và thậm chí là có chức vụ nữa. Ngon lành đúng không ạ? Làm sao mà 400 con người này có thể được như vậy, quý mai cho em? Tôi thiết nghĩ rằng David phải là người có ơn lắm. David phải là người có sự sức dầu của Chúa đặc biệt lắm mới có thể đem đến cái sự giải cứu lớn cho 400 người đó. Và David cũng là hình bóng cho Chúa Giêsu ngày hôm nay, quý mà chị em ơi. Bởi vì qua David mà Chúa Giêsu được sanh ra, đúng không ạ? Chúa Giêsu là đấng Mêsia, là dòng dõi của vua David. Cho nên điều này dạy chúng ta một điều rằng là để chúng ta được thoát nợ thì chúng ta cần phải đi theo Chúa Giêsu, chúng ta cần phải làm theo lời của Ngài thì chúng ta mới thoát nợ được. Chứ không bao giờ có cách nào khác để chúng ta có thể giải nợ một cách gọi là siêu nhiên và lạ lùng nếu không có Chúa. Cho nên để chúng ta được trở thành những con người mà không còn nghèo thiếu nữa, không còn nợ nần nữa, chúng ta cần phải có Chúa Giêsu Christ ở trong đời sống của chúng ta. Galati đoạn 3 câu 13 cho đến câu 14, lời của Chúa nói thế này: Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta. Vì có lời chép: đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ, hầu cho phước lành ban cho Abraham nhờ Đức Chúa Giêsu Christ mà được rải khắp trên dân ngoài, lại hầu chúng ta cậy đức tin mà nhận lãnh Đức Thánh Linh đã hứa cho. Ở đây lời của Chúa nói rằng là Đấng Christ, tức là Chúa Giêsu Christ, đã chuộc chúng ta ra khỏi những sự rủa sả. Và những sự rủa sả đó chúng ta đọc ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn số 28 khi nãy, chúng ta sẽ thấy có những cái sự rủa sả rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Làm đâu thất bại đó, nợ nần đầy đầu, thậm chí là con cái cũng là không thể được phước được. Tất cả mọi thứ đều bị rủa sả hết. Nhưng mà tạ ơn Chúa Giêsu, ở trong Ngài thì chúng ta được chuộc ra khỏi những sự rủa sả đó. Ngài chuộc chúng ta bằng cách nào ạ? Ngài chuộc chúng ta bằng cách đó là Ngài đổ huyết của Ngài ra để đem chúng ta ra khỏi cái sự rủa sả đó, và Ngài ở trong cái chỗ bị rủa sả thay chúng ta. Ngày hôm nay con cái Chúa khi biết lẽ thật này, chúng ta phải công bố rằng trong danh Đức Chúa Jesus Christ, tôi không còn mang những sự rủa sả nữa. Tôi không còn ở dưới cái sự rủa sả của tôi phụ tôi nữa. Amen. Có thể trước đây chúng ta xuất thân từ một gia đình đầy những sự rủa sả. Tổ tiên của chúng ta đã từng sử dụng bùa ngải, bùa chú, tà thuật, bói khoa. Họ sống một đời sống rất là bê tha, nhậu nhẹt, cờ bạc, đủ kiểu hết.
Và bây giờ chúng ta là người tin Chúa, chúng ta phải công bố lời của Chúa trên cuộc đời của mình. Hãy nói rằng trong danh Đức Chúa Jesus, tôi không còn là dòng dõi bị rủa xả nữa, nhưng mà tôi là dòng dõi thánh của Đức Chúa Trời. Tôi sẽ là người đầu tiên ở trong gia tộc của tôi được phước ở trong danh Đức Chúa Jesus. Có thể trong gia tộc của chúng ta, trước đây từ ông bà, cha mẹ, tổ phụ chúng ta, họ có một ước ao nào đó mà họ không thể hoàn tất được. Họ cố gắng, họ nỗ lực để mà được ở trong cái vị trí đó, nhưng mà họ không làm được. Nhưng ngày hôm nay quý vị nghe lời Chúa, quý vị muốn trở thành người đầu tiên ở trong gia tộc của mình, trở thành người được phước, giống như là điều mà tổ phụ mình trước đây đã từng ước ao đó. Quý vị hãy cầu nguyện từ ngày hôm nay. Lạy Chúa, xin Chúa ngài cho con là người đầu tiên ở trong gia tộc con ở trong cái chỗ đó. Con sẽ là người đầu tiên ở trong gia tộc con được đi nước ngoài. Con là người đầu tiên ở trong gia tộc con trở thành triệu phú. Con là người đầu tiên ở trong gia tộc con sẽ làm những cái chuyện mà lớn lao vĩ đại ở tại đất nước Việt Nam Nam này. Amen. Con quyết mời cho em. Con sẽ là người đầu tiên ở trong đạo Tin Lành ở tại Việt Nam này, sẽ là một đại gia. Con sẽ là một Joseph của Chúa. Quý vị trước giờ nghe cái từ Joseph cứ nghĩ cái chuyện này là bình thường, hay là một người giàu. Thường thường trước đây á, tôi suy nghĩ mình là Joseph á, mình sẽ là một người giàu lắm, mình có thể gọi là ở trong cái vị trí là nhung lụa, tiền bạc hàng trăm tỷ trong tài khoản mình. Nhưng mà Chúa nói với tôi trong những ngày này đó, một Joseph của Chúa không phải chỉ là người giàu bình thường đâu. Tôi nói hả? Chúa nói cái gì mà nghe lạ vậy? Chúa nói với tôi rằng là bây giờ con thấy cái ông mà Phạm Nhật Vượng là cái người giàu nhất, tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở tại Việt Nam này đó, ông có tiền hàng ngàn tỷ đồng á, nhưng mà ông có bao giờ ông giải quyết nợ nần cho ai không? Con cái Chúa nợ nần vài chục tỷ đến với ông Phạm Nhật Vượng, nói với ông: ô, em bị nợ quá, ông giải quyết nợ cho tôi. Ông có giải quyết không? Trong thời của Joseph, khi một người đói kém hoặc là một dân tộc đói kém đến gặp Joseph, Joseph giải quyết được không quý mạng cho em? Được chứ, đúng không? Mà Joseph chỉ nói mở kho ra, rồi nó cần bao nhiêu cho nó bấy nhiêu. Quý vị thấy không, Joseph là một người cực giàu. Tôi dùng cái từ là cực giàu chứ không phải là chỉ giàu bình thường đâu. Bất cứ một vị vua nào hoặc là một dân tộc nào mà cần có sự giúp đỡ của mình, Joseph sẵn sàng mở kho ra, mở tiền bạc của mình ra cho ngập mặt luôn, đúng không? Joseph phải là cái người cực giàu đến nỗi mà ai đó mà nợ nần, mà đói không có gì ăn á, tới cho ăn mập thay luôn. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho vương quốc của Đức Chúa Trời tại Việt Nam của chúng ta sẽ có những Joseph của Chúa. Để bất cứ con cái Chúa nào mà nói là tôi nợ, tôi khổ quá mục sư ơi, tôi đang cần mấy chục tỷ để giải nợ cho tôi, cái mục sư đó nói tới gặp Joseph. Vô gặp Joseph liền. Joseph ông chỉ cần ký một cái tấm xét thôi là giải nợ được. Hình như có người xỉu ở dưới đúng không? Nghe cái điều này nghe giống trên mây, nhưng mà đây là những điều mà Chúa dạy cho tôi. Việt Nam mình chưa có Joseph của Chúa, con cái Chúa khổ còn nhiều lắm, mà họ chưa có biết chỗ nào để tìm ra thóc lúa để mà giải quyết cho họ giống như Joseph thời xưa. Trong thời của Joseph, khi mà không có lúa, không có thóc, không còn gì để mà sống á, người ta nhớ ngay đến Joseph liền, đúng không? Ở tại Việt Nam bây giờ mình đang gặp khó khăn nợ nần tài chánh, mình nghĩ đến ai? Chẳng nghĩ tới ai đó, đúng không? Nghĩ tới ngân hàng sao? Vô ngân hàng nó đuổi về, có cái gì đâu mà mượn, đúng không? Không có cái gì để thế chấp hết, ai cho mình mượn? Cho nên hội thánh của Chúa tại Việt Nam cần có những Joseph của Chúa. Và cái người đó phải có số tiền phải là hàng ngàn tỷ. Nghe rụng rời tay chân rồi đúng không? Bởi vậy có người nghe ở dưới xỉu phải rồi. Nghe hàng ngàn tỷ là thấy nổi da gà, lạnh xương sống rồi. Nghe thì trên mây nhưng mà đây là thật đúng không ạ? Tại vì khi mà nói đến Joseph là người ta sẽ nghĩ ngay đến cái người có thể giải quyết được nan đề của mình, nan đề cuộc sống của mình thật sự nha quý vị nghe, chứ không phải là nói về nan đề thuộc linh đâu.
Người đó có thể giúp đỡ cho vua, tức là cho nguyên thủ quốc gia luôn, chứ không phải chỉ là giải quyết cho những cái người dân bình thường. Tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho hội thánh của Chúa sẽ đạt được ở trong một cái mức độ cực đỉnh như vậy đó. Cảm ơn Chúa. Ở trong Jeremiah đoạn 33 câu 3, lời của Chúa chép rằng là hãy kêu cầu ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc mà ngươi chưa từng biết. Có những việc mà chúng ta chưa bao giờ biết được, quý mà cho em. Trong những ngày này Chúa bày tỏ với tôi, hội thánh của Chúa có thể ảnh hưởng được cho chính quyền qua tài chánh. Khi mà hội thánh của Chúa được ban phước về mặt tài chánh, người ta sẽ phải nể trọng chúng ta. Vài chục tỷ ư, có thể họ không nhìn chúng ta, nhưng mà khi lên tới vài chục ngàn tỷ, bắt đầu họ phải. Tôi nói ở trong sự khiêm nhường của Chúa, chứ không phải là nói trong sự kiêu ngạo. Tại vì khi Chúa ban phước cho Joseph lên tới mức độ như vậy đó quý vị, ông vua ông cũng nói sao? Ta chỉ hơn người ở cái ngai vị thôi. Chứ còn thật ra những cái điều khác đó, ta chỉ là đệ tử của ngươi thôi. Chẳng có cái gì hơn gì hết, đúng không quý mà cho em? Khi Chúa cất nhắc lên một người trở thành Joseph, thì ngay cả cái ông vua cũng chỉ là bé nhỏ trước Joseph đó. Xin Chúa ngài cho hội thánh của Chúa tại Việt Nam sẽ có những Joseph như vậy. Và để trở thành một Joseph của Chúa phải trải qua rất là nhiều gian truân đắng cay và nhiều cái sự tôi luyện. Phải trải qua nào là sự tha thứ, đúng không? Phải học qua cái sự tha thứ. Phải học qua cái sự nhịn nhục. Phải học qua cái sự đắc thắng được sự cám dỗ, đắc thắng được hot girl, đắc thắng được hot boy, những cái sự cám dỗ về mặt tình dục trong xác thịt, và đắc thắng luôn cả sự tham lam nữa quý mài cho em. Joseph là một người rất là tuyệt vời, và Joseph cũng là hình bóng cho Chúa Giêsu, bởi vì trong Cựu Ước thì Joseph là người hoàn hảo, là một người duy nhất hoàn hảo ở trong Cựu Ước, và trong Tân Ước thì Chúa Giêsu cũng là người duy nhất hoàn hảo. Chỉ có Joseph là người hoàn hảo duy nhất thôi ở trong Cựu Ước. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho hội thánh của Chúa có những người được ơn của Chúa giống như vậy. Và tôi cầu nguyện xin Chúa ngài cho quý vị sẽ trở thành người đầu tiên ở trong gia tộc của mình làm việc lớn cho Chúa. Có thể người ta sẽ coi thường mình. Ôi, cái thằng dân tộc đó mà làm ăn cái gì? Quý ông bà chị em ơi, Chúa đã từng sử dụng những dân tộc bé nhỏ để làm những việc lớn ở Chúa. Chúng ta xem nha. Ở trong các quan sát đoạn 6 câu 14 cho đến câu 16, chúng ta sẽ thấy được một người dân tộc rất là nhỏ bé. Các quan sát đoạn 6 câu 14 cho đến câu 16. Đức Giê-hô-va xây lại cùng người mà phán rằng: hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Ta há chẳng sai ngươi đi sao? Người thưa rằng: than ôi hỡi Chúa, tôi sẽ lấy chi giải cứu Israel? Kìa, trong chi phái Manasse, họ tôi vốn nghèo hơn hết, còn tôi là nhỏ hơn hết trong nhà cha tôi. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy. Ở đây khi mà Đức Chúa Trời ngài kêu gọi Gideon để đi giải cứu dân Israel ra khỏi bàn tay hung ác của Madian, thì Gideon mới nói sao? Chúa ơi, con lấy cái gì giải cứu đây? Ở trong chi phái của con là Manasse thì họ của con vốn nghèo hơn hết. Ở trong tiếng Anh quý vị dùng cái từ chi phái Manasseh đó là Manasseh trai, tức là dịch ra tiếng Việt mình gọi là dân tộc, gọi là bộ tộc Manasseh. Thì trong bộ tộc Manasseh này họ của ông nghèo hơn hết. Còn tôi đó ha, là trong nhà cho tôi nhỏ nhất ở trong nhà luôn. Quý vị thấy không? Chúa chọn những cái nhỏ nhỏ không mà Chúa không có chọn cái to cái lớn. Và trong vòng chúng ta là những người đã được gọi đó, thì không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng có nhiều kẻ sáng trọng. Nhưng mà Đức Chúa Trời ngài đã chọn những sự dài ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời ngài đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 26 cho đến câu 27. Vậy thì Chúa ngài thường hay chọn những người nghèo hèn, những người dốt nát, những người bị người khác coi thường để làm hổ thẹn cho những kẻ khôn ngoan. Hổ thẹn quyền lực của ma quỷ là những thế lực coi thường chúng ta.
Cho nên ai đó nói chúng ta, ô cái thằng tộc này, cái con tộc nọ, quý vị ơi đừng có xấu hổ. Chúa ở cùng với chúng ta thì không ai coi thường chúng ta được. Amen không quý bà chị em? Nhưng mà nhân đây tôi cũng nói luôn với những con cái Chúa ở tại Việt Nam là người Kinh, chúng ta đừng bao giờ dùng cái từ dân tộc đối với những người đồng bào ở trên miền cao. Sống ở trên mặt đất hình chữ S ở Việt Nam này thì chúng ta thấy rằng là ở trong gia đình của Chúa chúng ta đều là dân tộc của Đức Chúa Trời hết. Đức Chúa Trời của mọi dân tộc đúng không quý bà chị em? Có những khi mà tôi nghe có những người Kinh đó, họ vô tình họ nói những cái lời miệt thị xúc phạm đó, thì tôi biết rằng là những người đó họ chưa bao giờ tiếp xúc với lại người đồng bào ở trên miền cao. Bản thân tôi thì tôi đã từng đi chung với những anh chị em người đồng bào, thì tôi nhìn biết rằng là những anh chị em chúng ta là những người rất là tốt và rất là hiền lành, rất là tử tế. Tôi có thể ăn uống chung bàn với quý vị, tôi có thể đi chung xe, tôi có thể ngồi chung bàn, rồi tôi có thể thậm chí là ngủ chung với là những anh em người đồng bào sắc tộc ED. Và theo cá nhân tôi á, tôi thấy rằng là người đồng bào ED họ có một cá tính hiền lành hơn người Kinh của chúng ta rất là nhiều. Ở đây tôi không có nói cái chuyện mà so sánh dân tộc với nhau, tôi đang nói thật những gì mà tôi cảm nhận được. Người đồng bào họ hiền lành hơn người Việt chúng ta rất là nhiều, chân thật hơn người Kinh của chúng ta rất là nhiều quý vị. Nhưng mà nếu chúng ta mà hà hiếp họ hoặc là mình tìm cách để lừa gạt, lừa đảo họ đó, thì dĩ nhiên con người ai cũng vậy hết. Chúng ta phải tìm cách để bảo vệ chính mình đúng không? Mình phải tìm cách để mình tự vệ chứ. Nhưng mà nếu mà chúng ta sống trang hòa với họ, mình thấy rằng là người Kinh của chúng ta phải có những cái điểm mà mình phải học hỏi từ những người đồng bào đó. Họ không bao giờ lương lẹo, xảo trá, không bao giờ lừa đảo, lừa gạt ai hết. Cho nên chúng ta hãy quý trọng nhau và tôn trọng nhau. Amen. Yeah. Cảm ơn Chúa. Ở trong Chúa Giêsu Christ thì tất cả chúng ta đều là những anh chị em với nhau hết. Chúa dựng nên tất cả mọi dân tộc. Amen. Rồi. Ở trong Chúa Giêsu chúng ta chỉ có một cha thôi, đó là Đức Chúa Trời của chúng ta. Và nếu mà truy xuất về nguồn gốc xa xưa nữa thì chúng ta là con của ai quý mà chị em? Adam với Eva đúng không? Mình cũng là anh chị em với nhau thôi. Nhưng mà tại vì tổ phụ mình á xây tháp ba bên cho nên là từ đó mới có tiếng này tiếng kia. Chứ đúng ra nếu không mà xây tháp ba bên á, không xây tháp ba bên thì không có tiếng này tiếng kia đâu, chỉ có một thứ tiếng thôi. Xây tháp ba bên cho nên mới có tiếng AD, rồi có tiếng Việt, rồi tiếng Ba Na, Mơ Nông, rồi tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây, tiếng Tàu vậy đó. Mơ Nông. Cảm ơn Chúa. Để giải quyết những nan đề của linh nghèo thiếu bước vào chúng ta thì chúng ta cần phải biết được những cánh cửa nào mà ma quỷ là linh nghèo thiếu nó bước vào trong cuộc đời của mình. Bởi vì chúng ta cần phải biết được nguyên nhân thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái vấn đề ở đây. Và tôi sẽ nói về những nguyên nhân này để chúng ta có thể nghe và chúng ta tra xét trong đời sống của mình. Nếu có thì chúng ta ăn năn với Chúa và tìm cách để thay đổi những điều này. Và khi chúng ta bước vào trong một cái nhà thì chúng ta cần phải đóng lại tất cả những cánh cửa ở trong nhà đó thì chúng ta mới có thể ngủ nghỉ bình an được. Đúng không quý mài chị em? Ở dưới quê thì có thể đôi khi mình ngủ ở trong nhà mình không có đóng cửa lại. Nhưng mà ở thành phố nếu mà mình ngủ mà không đóng cửa lại đó thì có thể ngủ tới sáng luôn. Nhưng mà mở mắt ra thì thấy xung quanh mình không còn cái gì hết á. Xe cộ gì nó dẹp láng hết luôn. Tại vì sao? Ở thành phố đông người đó thì trộm cướp nhiều lắm. Ở dưới quê chúng ta có thể ngủ quên rồi sáng hôm sau mình còn thấy xe cộ còn ở nhà. Anh em nghe đúng khoái chí cười đúng không? Trên cuộc đời của chúng ta cũng vậy quý mài cho em. Nếu có những cánh cửa mà chính mình đã mở ra cho ma quỷ mà chúng ta khi mà biết lại thật của Chúa mình không đóng lại đó, ma quỷ nó sẽ tìm cách nó mò vào và nó sẽ cướp đi cuộc đời của mình, cướp đi những cái gì mà phước hạnh. Cánh cửa đầu tiên đó là cánh cửa của tội lỗi tổ phụ. Có thể tổ phụ chúng ta trước đây là những người thờ cúng hình tượng, mê tín dị đoan, làm tà thuật, bói khoa, bùa chú, bùa ngải, đồng cốt, xem bói, xem số, tử vi. Và chính những cái tội lỗi này là cánh cửa cho con cháu và dòng dõi của họ. Ở trong Sách Ê-díp-tô Ký đoạn số 20 câu số 5 lời của Chúa nói thế này:
Ngươi chớ quỳ lạy trước các hình tượng đó và cũng đừng hầu vì chúng nó. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỹ ta. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Lời của Chúa nói rằng là Chúa sẽ nhân tội tổ phụ mà phạt lại con cháu đến 3-4 đời. Ở trong Giê-rê-mi đoạn 32 câu 18, Ngài tỏ sự thương xót ra cho muôn vàng, báo trả sự gian ác ông cha vào mình con cháu nói sau. Ngài là Đức Chúa Trời lớn, là đấng toàn năng, danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Vậy thì Chúa có thể báo trả cái sự gian ác của ông cha vào trong mình con cháu. Và nếu chúng ta bây giờ nghe những điều này và chúng ta nhớ lại rằng là tổ phụ tôi trước đây đã từng ăn gian nói dối, họ đã từng tham lam tiền bạc, tham nhũng rồi hối lộ, ôi làm đủ thứ chuyện gian ác trước mặt Chúa hết. Bây giờ mình là thế hệ con cháu, mình bị rủa sả thế này. Thì quý vị đừng vội tuyệt vọng, nhưng hãy chạy đến tìm Chúa Giêsu Christ. Hãy ăn năn xưng nhận tội lỗi của tổ phụ mình. Và Chúa sẽ thương xót và Chúa sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi những cái sự trói buộc của ma quỷ ở trong đời sống của chúng ta. Khi Daniel nhận biết rằng là dân Israel và tổ tiên của ông đã phạm tội và khiến cho ông và dân Israel hiện tại phải làm nô lệ tại Babylon, thì ông đã ăn năn và kiêng ăn hạ lòng mình xuống, ăn năn xưng nhận tội lỗi của tổ phụ ông ra trước mặt Đức Chúa Trời. Ở trong Daniel đoạn 9 câu 8 cho đến câu 9, ông đã nói thế này: Hỡi Chúa, sự hổ mặt thuộc về chúng tôi, về các vua, các quan trưởng, các tổ phụ chúng tôi, bởi chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. Những sự thương xót và tha thứ đều thuộc về Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, bởi chúng tôi đã bạn nghịch cùng Ngài. Ở đây Daniel, ông đã dùng cái cụm từ đó là chúng tôi. Chúng tôi đã phạm tội với Chúa và nghịch cùng với Ngài. Tôi hỏi quý vị rằng là Daniel có phạm tội không? Không. Daniel là một tiên tri được Chúa yêu mến, đúng không ạ? Tại sao ông lại dùng từ chúng tôi ở đây quý mài cho em? Tại vì cớ ông đang đồng hóa chính mình với dân tộc của ông. Ông đang xưng nhận tội lỗi của tổ phụ ông. Và ông đang đứng ở trong cái vị trí của một người phạm tội để ông cầu thay cho dân tộc của mình ở trước mặt Chúa. Ông đã dùng từ là chúng tôi. Nếu quý vị nhận biết rằng vì cớ tổ phụ, tổ tiên của mình phạm tội và bây giờ dòng dõi của mình, thế hệ của mình bị rủa sả thế này, tôi khích lệ quý vị chúng ta hãy dùng từ chúng tôi. Chúng tôi đã phạm tội với Chúa. Dân tộc chúng tôi đã phạm tội với Chúa và đã làm những cái điều ô uế, gian ác, không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa Ngài tha thứ cho chúng con, thương xót chúng con. Chắc chắn Chúa sẽ thương xót và Chúa sẽ giải cứu dân tộc của chúng ta ra khỏi những sự rủa sả, ra khỏi những cái sự nô lệ ở trong tài chánh, ở trong cuộc trong cái sự năng đề của mình. Rồi, đó là tội lỗi của tổ phụ, gọi là nguyên tội. Cánh cửa thứ hai trong cuộc đời của chúng ta, nếu mà có ai đó mở ra cho tà linh nghèo thiếu, đó là tội lỗi tham lam. Tội lỗi tham lam là những tội lỗi liên quan đến cờ bạc, đỏ đen, đá gà, cá độ với nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thể chơi vé số, số đề, rồi chơi casino, rồi bầu cua cá cọp. Nói chung là đủ hình thức của những cái sự tham lam đỏ đen. Tại sao cờ bạc đỏ đen lại là sự tham lam quý mài cho em? Tại vì ma quỷ nó đánh vào trong cái lòng tham con người chúng ta. Và đây là cái bẫy hủy diệt của ma quỷ. Nó sẽ dẫn con người chúng ta lún sâu vào trong cái chỗ tham lam. Và đã gọi là bẫy rồi thì khó khi nào có thể phát hiện ra được lắm quý mài cho em. Khi một người đi săn thú rừng thì họ sẽ đặt những cái bẫy. Và họ sẽ đặt làm sao để con thú nó càng khó phát hiện thì càng tốt, đúng không? Họ có thể bẫy bằng cách là để một cái mồi ngon mà cái con thú đó nó thích ăn. Và khi mà một người họ bị ma quỷ bẫy vào trong cái chỗ cờ bạc đỏ đen đó, thì ma quỷ nó sẽ cho họ có thể trúng nhiều trong cái lúc mà họ bắt đầu họ chơi. Có những người bạn của tôi trước đây khi chưa tin Chúa đó, tôi có những người bạn họ chuyên môn mua vé số. Khi ngồi uống cà phê là cứ mua một hai tờ vé số như vậy, tại một tờ vé số có nhiêu đâu, có 10.000, 20.000 thôi. Ngày nào cũng mua vé số với quý mài chè, mà tôi chưa thấy có thằng nào nó trúng và nó giàu hết. Mà đa phần là nghèo không à. Nhưng cũng có một số người bạn của tôi trúng, tưởng trúng nhiều lắm, trúng có vài trăm ngàn thôi. Mà mê nha,
vừa mới trúng khoảng chừng tầm 300-400 ngàn ngày hôm qua thôi, hôm nay mua tới mấy chục tờ vé số luôn, để mong rằng là mình sẽ ngày mai mình sẽ trúng, nhưng mà rốt cuộc mấy trăm ngàn đó cũng mất tiêu hết trơn, mất tiêu hết, và càng lún sâu vào trong cái chỗ cờ bạc đỏ đen đó. Cho nên ma quỷ nó có thể nó bẫy người ta bằng cách đó là nó giăng những cái mồi. Cho nên quý vị ơi, chúng ta đừng bao giờ chúng ta dính vào trong những cái cờ bạc đỏ đen này. Nếu ai có dính vào trong những cái hình thức cờ bạc đỏ đen này, tôi khuyên mời quý vị chúng ta ăn năn trở lại với Chúa. Chúa sẽ thay đổi chúng ta. Muốn giàu có đừng đánh vào trong sổ số kiến thức, sổ số kiến thiết nhà nước. Nhưng mà chúng ta muốn giàu có đó, chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và làm theo lời của Chúa. Chắc chắn quý vị sẽ ăn chắc mặc bền và được giàu có một cách chắc chắn. Amen. Dạ, cảm ơn Chúa. Colossae đoạn 3 câu 5 chép rằng là: vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam. Tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta nhận biết rằng trong những ngày qua mình là một người tham lam, lúc nào cũng chỉ muốn gom góp, muốn nhận nhiều hơn, và bây giờ muốn thoát ra khỏi sự tham lam đó, thì tôi khích lệ quý vị làm theo lời của Chúa, đó là mình cần phải sống một đời sống ban cho. Ngược lại với sự tham lam, đó là sự ban cho. Và khi chúng ta sống ban cho thì chúng ta sẽ càng được phước nhiều hơn nữa. Châm ngôn đoạn 11 câu số 24 cho đến 25: có người rải của mình ra lại càng thêm nhiều lên, cũng có người chắc lót quá bực nhưng chỉ được sự thiếu thốn. Lòng rộng rãi sẽ được no nê, còn ai nhường gọi, chính người sẽ được nhường gọi. Cánh cửa thứ ba khiến cho linh nghèo thiếu bước vào, đó là ăn trộm tiền dân hiến một phần mười của Đức Chúa Trời. Ở trong Malachi đoạn 3 câu 8 cho đến câu 11, lời của Chúa nói rằng là: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao, mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần mười và trong các của dân. Các ngươi bị rủa xả vì các ngươi, thảy cả nước đều ăn trộm ta. Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực ở trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khao lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở cái cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng. Ta sẽ vì các ngươi ngăn cấm kẻ cắn nuốt, nó sẽ không phá hại bông trái của đất các ngươi, và những cây nho các ngươi trong đồng ruộng cũng sẽ không rụng trái trước khi đến mùa, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vậy thì Chúa ngài nói rằng là khi chúng ta dâng hiến một phần mười thì chúng ta sẽ được Chúa ngài mở trời của ngài ra, đổ phước xuống chúng ta đến nỗi không chỗ chứa. Còn nếu không dâng hiến thì sao quý mài che? Chúng ta đọc ở trong câu 11 á, thì Chúa nói rằng là dâng hiến á, thì Chúa ngài sẽ vì chúng ta nè, vì các ngươi nè, ngăn cấm kẻ cắn nuốt, đúng không ạ? Nó sẽ không phá hại chúng ta. Nhưng mà giả sử nếu một người không dâng hiến thì Chúa ngài cũng sẽ không vì chúng ta mà ngăn cấm kẻ cắn nuốt. Như nãy tôi có nói rằng là khi mà Chúa ngài rút cái tay của ngài ra, ngài không có bảo vệ nữa, thì kẻ cắn nuốt nó sẽ đến. Cho nên có những khi mà chúng ta vô tình mở ra cánh cửa mà chúng ta không biết, trong sự không dâng hiến. Có người nói với tôi rằng: mục sư ơi, sự dâng hiến nó chỉ là trong thời của luật pháp Môi-se thôi. Bây giờ mình sống ở trong thời của Chúa Giê-xu, là thời kỳ ân điển, thời kỳ tân ước, thì đâu có còn dâng hiến ở đâu. Chúng ta không còn ở trong sự rủa xả nữa. Nhưng mà chúng ta xem lời của Chúa Giê-xu nói thế nào về sự dâng hiến nha quý vị nghe. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23. Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 23, lời của Chúa Giê-xu nói thế này cho người Pha-ri-si: khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, hồi hương và rau cần, mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Chúa ngài đã nói với người Pha-ri-si rằng là người Pha-ri-si họ nộp đầy đủ tất cả một mười, bạc hà, rau cần, hồi hương, đầy đủ hết, nhưng họ bỏ đi cái điều hệ trọng, đó là sự công bình, thương xót và trung tín. Và Chúa Giê-xu ngài nói như thế nào về sự dâng hiến? Chúa Giê-xu nói là đó là những điều các ngươi phải làm, tức là sao? Nộp một mười thì chúng ta phải làm, nhưng mà chúng ta cũng không nên bỏ sót những điều kia là những sự công bình, thương xót và trung tín. Tức là cả hai điều này, vừa dâng hiến một mười và vừa sống ở trong sự công bình, thương xót và trung tín, chúng ta cần phải giữ cả hai bề. Chúng ta phải giữ vẹn cả hai bề quyên bài chèm.
Chúa Giêsu không bao giờ bác bỏ cái việc đó là dâng hiến phần 10 cả. Nhưng mà trong thời Tân Ước thì chúng ta dâng hiến hơn 1/10. Chúng ta có thể dâng bằng cách đó là mình dâng trong sự lạc hiến, trong sự vui mừng. Hơn 1/10 nữa quý mài cho em. 1/10 là trách nhiệm mà chúng ta phải đóng. Nhưng mà chúng ta có thể dâng 2/10, 3/10. Giống như các tín hữu trong hội thánh đầu tiên đó, họ đã dâng nhiều hơn cho sứ đồ Phao-lô khi mà Phao-lô đang cần những cái số tiền để mà đi truyền giáo, đúng không ạ? Rồi trong thời của Phi-rơ cũng vậy nữa. Khi mà hội thánh được phát triển và có nhiều người nghèo trong hội thánh, thì có những người đại gia họ đã bán nhà cửa đất đai tài sản của họ để mà lấy tiền đặt dưới chân của các sứ đồ. Và hội thánh của Chúa lúc bấy giờ rất là dư dật và giàu có. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái sự dâng hiến ở trong thời Tân Ước vẫn còn. Và phước hạnh của Chúa vẫn còn ở trong sự dâng hiến của quý mài cha. Trong suốt hơn 15 năm tôi hầu vị Chúa thì tôi đã nhìn thấy có rất là nhiều gia tộc, nhiều gia đình đã được phước bởi vì cớ họ là những người dâng hiến. Chúng ta biết rằng là trước năm 1975 đó thì người Hàn Quốc họ nghèo hơn người Việt Nam của chúng ta. Nghèo hơn thì cũng không đúng, nhưng mà cũng ngang ngửa với chúng ta. Nhưng mà sau một thời gian thôi quý mài cha, chỉ trong vòng 30 năm thôi thì người Hàn Quốc đã trở nên rất là giàu có. Và hiện tại họ đang ở vị trí số 7 ở trên thế giới này. Nền kinh tế của Hàn Quốc đang ở vị trí số 7. Tôi phát hiện ra rằng là người Hàn Quốc, người tin Chúa Hàn Quốc đó, họ dâng hiến cho Chúa rất là nhiều. Họ dâng hiến cho Chúa rất là nhiều. Có một con cái Chúa ở Việt Nam qua bên Hàn Quốc làm nhân sự trong hội thánh Hàn Quốc đó. Họ nói lại với chúng tôi rằng là mục sư biết ở bên Hàn Quốc đó, một ngày chủ nhật, một buổi sáng chủ nhật họ dâng hiến tổng số tiền là bao nhiêu. Mục sư biết không? Tôi nói không biết em. Chắc cũng vài chục triệu hay vài trăm triệu đúng không em? Không, cái em gái nói rằng là không mục sư. 1 tỷ đồng. Tổng số tiền của hội thánh Hàn Quốc nhóm một buổi ngày chủ nhật bên đó quy ra tiền Việt của mình là khoảng 1 tỷ đồng. Quý vị thấy họ dâng hiến nhiều không? Và chỉ cần khoảng chừng 10 người Hàn Quốc họ dâng hiến cho mục sư thôi, hàng tháng là mục sư đó là sống có thể là dư dật và không phải lo cái vấn đề tài chánh nữa. Và đất nước Hàn Quốc bây giờ được phước rất là nhiều quý mài cha. Bao nhiêu tiền bạc của hội thánh họ dâng nhiều như vậy đó, quý vị biết rằng là họ đầu tư cho gì không? Họ đầu tư để xây nhà thờ. Cho nên người Hàn Quốc đi đâu họ cũng xây nhà thờ hết. Mình thấy những cái hội thánh mà truyền thống Si Mây lớn ở tại thành phố Hồ Chí Minh đó, là đều có một phần đóng góp và giúp đỡ của các hội thánh Hàn Quốc. Có ghi cái chữ Hàn Quốc ở trên cái biển ở ngoài. Thì mình thấy rằng là khi mà hội thánh mà dâng hiến đó, hội thánh đó sẽ được phước. Và con cái Chúa khi dâng hiến vào trong hội thánh đó thì con cái Chúa đó cũng được phước. Để Việt Nam của chúng ta trở thành một Hàn Quốc sau này, quý vị biết rằng là mình phải làm cái điều gì rồi đúng không? Dạ. Yeah. Phải dâng hiến quý mài cha. Một trong những cái ảnh hưởng của linh nghèo thiếu, nó ảnh hưởng trên đời sống của một người, đó là nó khiến cho tâm trí của người đó lúc nào cũng nghĩ rằng mình là người nghèo hết. Khi mà linh nghèo thiếu nó ảnh hưởng trên một người đó, nó sẽ khiến cho người đó không dám ăn, cho dù rằng là trong tài khoản của mình có hàng chục tỷ. Quý vị tin không? Có người có hàng chục tỷ trong tài khoản nhưng mà không dám ăn một tô phở 50 ngàn. Có những người họ có tài sản kết xù nhưng mà họ không dám tiêu quý mài cha em ơi. Họ cứ nghĩ về cái chuyện mấy chục năm về trước, cái thời chiến tranh mình còn khổ, mình phải dành dụm, mình phải tiết kiệm. Họ sống y như là những người nghèo, trong khi đó họ đang có tài sản rất lớn. Họ nghèo từ trong tư tưởng quý mài cha. Chúa nói ở trong Châm Ngôn 23 câu 7 rằng là hắn tưởng trong lòng thế nào thì hắn quả thế ấy. Cho nên cho dù một người đang rất là giàu có, tài khoản rất là nhiều tiền, nhưng mà nếu tâm trí nghèo thiếu thì người đó vẫn là một người nghèo thiếu. Một cái đùi dẻ của người đó thôi cũng là giá trị với người đó. Quý vị thấy lạ không? Có những người họ nghèo đến nỗi mà cái đùi dẻ ai mà đụng tới họ đó là có chuyện với họ đó.
Cái đồ vẽ của tôi để đó là không ai được đụng nha. Cho dù cái đồ vẽ đó không có giá trị gì hết á, nhưng mà cái người nghèo thiếu á là nó sao? Đồ của tôi là của tôi không có cho ai hết đó. Chừng nào tôi cho thì người đó mới lấy. Còn người giàu thì sao quý bà cho em? Thôi lấy đi, bây giờ lấy cái dài tôi cũng được, đó tôi cho đó. Đó là người giàu thật sự. Còn cái người nghèo đó, cho dù họ bằng áo vest, sách cặp rất là sang trọng ha, đi giày đẹp, nhưng mà cái đồ vẽ của họ, họ không cho ai là người đó cũng không bao giờ đụng đó. Tôi nhìn thấy ở Việt Nam của chúng ta còn rất là nhiều người nghèo như vậy. Xin Chúa ngài cho chúng ta sống với một tâm trí thoải mái, cởi mở hơn. Chiến tranh kết thúc chưa quý mài chen? Từ năm 75 qua đi, ngày hôm nay có nhiều người họ ăn cơm đó quý vị. Họ nói phải ăn cho hết nha mục sư. Mình ăn mà mình bỏ một hộp cơm thôi đó là mình có tội với Chúa đó. Tôi nói ủa gì ghê vậy cô? Bỏ một hộp cơm mà có tội hả? Ở tại vì hồi xưa đó, cái thời mà mình còn khổ đó, mình chiến tranh chạy loạn đó, mình không có cơm mình ăn. Bây giờ hả, mình ăn bây giờ mình phung phí như vậy á, mình có tội với Chúa. Tôi nói không, chính cô mới là người có tội đó. Làm cái chi mà mình phải bắt ép cái con người của mình cực khổ như vậy? Mình ăn đủ no là được rồi, bỏ vài ba hộp cơm đâu có sao, mà làm gì mình định tội chính mình vì những cái cơm thừa đó. Ở đây tôi không nói xấu bất cứ một ai, quý mà cho em. Quý vị muốn như thế nào cũng được hết. Nhưng mà tôi đang muốn cho quý vị có một cái nhìn rõ hơn về bức tranh của một người sống ở trong cái linh nghèo thiếu đó. Cái người đó không muốn bỏ bất cứ một cái gì hết. Cho dù là một hộp cơm, cho dù là một cái giẻ rách, cho dù là một cái đôi giày mà nó đã cũ xì rồi, người đó cũng không muốn bỏ. Tại vì sao? Người đó đối với người đó là của mình, là của mình hết. Mình không muốn bỏ cái gì hết bởi vì mình còn đang nghèo. Quý mài cho em ơi, xin Chúa ngài cho chúng ta sống ở trong sự rộng rãi, phóng khoáng. Amen không quý mài cho em? Chúng ta xem ở trong nha, Thi Thiên đoạn số 25. Chúng ta sẽ thấy được một người giàu có của Chúa như thế nào nha. Để không á, quý vị sẽ nói rằng mục sư Tấn chỉ nói theo cái ý của mục sư thôi chứ không dẫn chứng Kinh Thánh, quý vị sẽ không phục. Nhưng tôi sẽ nói theo dẫn chứng của lời Chúa. Thi Thiên dạ xin lỗi, không phải đoạn 25 mà là đoạn 37. Đoạn 37 câu số 25 cho đến câu 26. Lời của Chúa nói thế này: trước tôi trẻ rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ, hay là dòng dõi người đi ăn mày. Hằng ngày người thương xót và cho mượn, dòng dõi người được phước. Quý vị thấy không? Người công bình của Chúa là mỗi ngày đều thương xót và ban cho hết, chứ không phải là cái kiểu mà khư khư giữ của, không muốn cho ai đồng xu nào hết. Nhưng mà người công chính của Chúa luôn luôn là một người sống rộng rãi và ban cho. Cảm ơn Chúa. Và điều cuối cùng, cánh cửa cuối cùng, đó chính là hãy gìn giữ mồm miệng của chúng ta, nói ra lời tốt lành, nói ra những lời giàu có và thịnh vượng. Châm ngôn đoạn 18 câu 21 là của Chúa nói thế này: sống chết ở nơi quyền của lưỡi, kẻ ái mộ nó sẽ ăn bông trái của nó. Nếu một người muốn được thay đổi thân phận của mình, người đó cần phải nói ra những lời chúc phước và tốt lành. Không bao giờ được phép nói ra những lời tiêu cực về bản thân. Nếu ai đó hỏi quý vị rằng là công việc của quý vị dạo này như thế nào, đừng có mở miệng ra giống như là những người ngoài thế gian nói: ôi bây giờ làm ăn thất bát lắm, giờ khó khăn lắm, mục sư ơi bây giờ may lắm nhờ ơn của Chúa mà em chưa có đi ăn mày ấy, chứ không thôi là phá sản rồi. Quý vị ơi, đừng bao giờ nói những lời tiêu cực như vậy, nhưng mà hãy sống tích cực và nói ra những lời tích cực. Sống chết nơi quyền của lưỡi. Quý vị được giàu có, được phước là bởi vì cái lưỡi quý vị nói ra những lời tốt lành. Amen. Ở trong Phi Rơ Nhất đoạn 3 câu 10 cho đến câu 12, lời của Chúa nói rằng: và ai muốn yêu sự sống và thấy ngày tốt lành thì phải giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói điều ác và lời gian dảo, phải lánh điều dữ và làm điều lành, tìm sự hòa bình mà đuổi theo. Vì mắt của Chúa đái trong người công bình, tai ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Vậy thì lời của Chúa nói với chúng ta là chúng ta phải giữ cái mồm miệng này. Đừng nói ra những lời tiêu cực cho tương lai của mình. Đừng có nói rằng tôi còn nghèo lắm, tôi còn khổ lắm, tôi còn vất vả lắm. Nhưng mà hãy nói rằng là tôi là người được phước của Chúa. Tôi là một người được Chúa ngài đoái xem, được Chúa yêu thương,
được Chúa ban phước. Amen không quý bà chị em? Đừng nhắc là cái chuyện của quá khứ tổ tiên của mình. Đừng nhắc là ôi nhà tôi đã khổ ba đời rồi, bây giờ tôi chắc cũng khổ giống như đời của ông bà tôi thôi, tôi cũng không hơn gì tổ phụ của tôi. Trong danh Chúa Jesus Christ, phải quỷ phá cái lời nói đi quý bà chị em. Phải quỷ phá cái lời tiếp cận đó đi, để chúng ta nói rằng là tôi sẽ là người đầu tiên ở trong gia tộc của tôi được phước. Amen. Tôi sẽ là người đầu tiên ở trong cái xóm của tôi giàu. Tôi phải giàu để cho người ta nhìn thấy được Chúa của tôi. Chứ nếu mà chúng ta nghèo thiếu, chúng ta nói về Chúa cho người ta thì người ta sẽ coi thường chúng ta, hoặc là không tin nơi lời làm chứng của chúng ta quý mài cha. Còn cái Chúa chúng ta dù giàu hay nghèo chúng ta vẫn thỏa lòng, đúng không? Nhưng tôi biết hoàn cảnh của quý vị có một số người đặc biệt lắm. Quý vị phải ở trên đỉnh cao, quý vị phải ở trong cái chỗ giàu có, thì bà con họ hàng nội ngoại hai bên mới nghe lời làm chứng quý vị. Danh của Chúa mới được vinh hiển trong đời quý vị. Amen. Amen. Hãy nói với Chúa rằng Chúa ơi, buổi chiều hôm nay con sẽ trở thành một người giàu có của Chúa. Amen. Xin Chúa ngài giải cứu con ra khỏi tất cả những cái sự trói buộc của linh nghèo thiếu, để con không còn nhớ đến quá khứ hèn mọn của con nữa, nhưng mà con sẽ hướng về một điều mới. Mà điều này nó sẽ hiện ra ngay ở trong buổi chiều hôm nay. Đó là Chúa sẽ vạch một con đường ở trong đồng vắng và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc theo như lời của Chúa ở trong Ê-sai đoạn 43 câu 18 cho đến câu 19. Amen. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên và chúng ta sẽ cùng cầu nguyện theo lời của Chúa. Xin Chúa ngài thương xót và giải cứu dân sự của ngài ra khỏi những tâm trí, những suy nghĩ, những cái nếp sống của sự nghèo thiếu trước đây mà có thể chúng ta không nhìn ra được. Tôi cầu nguyện xin cánh tay của Đức Chúa Trời, cánh tay đầy ân điển, đầy thương xót, đầy quyền năng, đầy sự tiếp trợ, đầy sự giàu có của Chúa. Ngài yểm trợ cho công ăn việc làm quý vị. Ngài sẽ ban ơn, ngài sẽ đổ đầy trên đời sống quý vị bằng sự vui mừng, bằng sự sức giàu, bằng sự ân điển giàu có của Chúa. Hallelujah. Chúa ơi, con cầu nguyện xin cánh tay quyền năng của Chúa ngài chạm đến từng quý bà cha con giờ phút này Chúa ơi. Và lời của Chúa buổi chiều hôm nay, Chúa con cầu nguyện bảy gãy tất cả những sự rủa xả ở trên đời sống của quý bà cha con. Bảy gãy tất cả những sự rủa xả ở trên gia tộc của chúng con Chúa ơi, trên dòng dõi, trên hậu tự, trên con cái của chúng con, trên công ăn việc làm của chúng con. Lạy Chúa, có quá nhiều cái sự xấu hổ, quá nhiều sự sỉ nhục mà người ta đã nói về chúng con. Lạy Chúa, trong danh Chúa Jesus, buổi chiều hôm nay sẽ là buổi chiều đem đến sự cách mạng trong đời sống thuộc linh của chúng con. Chúng con sẽ thay đổi thân phận của chúng con qua lời của Chúa. Lạy Chúa, chúng con không còn là những người nghèo đói nữa, chúng con không còn phải là những con nợ ở trong thế gian này nữa Chúa ơi, nhưng mà chúng con sẽ trở thành những người được trù phú, được thánh vương, được sung mãn và được dư dật ở trong danh Chúa Jesus Christ. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin cậy ngài. Hỡi Chúa Giêsu Christ, ngài chính là con của vua David, xin thương xót chúng con. Xin thương xót chúng con Chúa ơi, xin thương xót chúng con. Bởi vì nếu Chúa không thương xót thì hoàn cảnh của chúng con sẽ không bao giờ thay đổi được. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa ngài đến. Ngài đến ở trên tấm lòng của chúng con giờ phút này, để chúng con nhìn thấy rằng chúng con là những người được Chúa ngài thương xót. Chúng con thấy được Chúa ngài đến bên cạnh và Chúa ngài nâng đỡ cho chúng con. Ngài sẽ dùng bàn tay đầy ơn điển và quyền năng của ngài để cất chúng con ra khỏi đống phân và đem chúng con vào trong chỗ cao trọng của ngài. Lạy Chúa, xin xóa đi tất cả những sự xấu hổ, những sự sỉ nhục ra khỏi đời sống của chúng con. Những lời mà người ta gièm pha về đạo Chúa, những lời mà người ta nhạo báng chúng con vì cớ chúng con đã túng quẫn trong những ngày vừa qua. Lạy Chúa, xin hãy làm ơn và làm phép lại cho chúng con, Chúa ơi. Xin cái tay của Chúa lấy đồng ở trên hoàn cảnh của chúng con, ban phước cho chúng con ở trong tài chánh của chúng con, được tài khoản, được dư dật ở trong danh Chúa Jesus Christ. Và chúng con sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng con càng đi lên trong ơn của Chúa. Phần thưởng của sự khiêm nhường và cái sợ Đức Giê-hô-va, đó là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Lạy Chúa, xin ban sự giàu có cho nhân sự của ngài. Có những người họ đang rất là cần cái sự giàu có đó để có thể làm chứng về ơn của Chúa cho những người xung quanh mình. Họ cần cái sự giàu có đó để có thể thuyết phục gia đình của mình trở lại với Chúa. Và Chúa ơi, cho dù chúng con có ở trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì Chúa ngài vẫn là Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con không hướng lòng về sự giàu có, chúng con không hướng lòng về sự tham lam, không hướng lòng về bất cứ một cái vật chất nào ở trong thế gian này hơn cả Chúa. Nhưng mà chúng con hướng về lời của ngài. Lời của Chúa nói sao thì chúng con tin vậy. Và chúng con cầu nguyện xin lời của Chúa ứng nghiệm trên đời sống của chúng con, Chúa ơi. Xin Chúa thay đổi thân phận của chúng con, để chúng con sẽ là người đầu tiên ở trong gia tộc của chúng con được phước. Và chúng con sẽ không còn là một dân tộc bé nhỏ nữa. Chúng con không còn là dân tộc thiểu số nữa. Chúng con không phải là dân tộc bị coi thường và khinh rẻ nữa. Nhưng mà chúng con sẽ là một dân tộc được phước, Chúa ơi. Phước cho dân tộc nào có Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời của mình. Lạy Chúa, chúng con
dù là dân tộc Kinh hay là dân tộc Ê-đê hoặc là bất cứ dân tộc nào đi chăng nữa, thì chúng con vẫn nhờ cậy nơi Chúa, và Ngài là đấng ban phước cho chúng con. Chúa ơi, cảm ơn Chúa, xin Chúa Ngài cất nhắc chúng con lên ở trong sự nhân từ của Ngài, để chúng con thấy được rằng là khi chúng con có Chúa, chúng con được phước hơn tất cả những người xung quanh của chúng con. Chúng con khi có Chúa thì chúng con được phước hơn tất cả những người trong gia đình của chúng con là những người không có em có Ngài. Đây Chúa, xin đừng để cho danh của Ngài bị sỉ nhục, nhưng mà xin Chúa Ngài giải cứu chúng con một cách ngoan mục, để chúng con có thể ngẩng cao đầu lên và khoe mình ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Ngài vì Chúa luôn tốt lành trên mỗi đời sống của chúng con. Nguyện lời của Chúa sẽ ứng nghiệm ở trên đời sống của chúng con. Nguyện lời của Chúa được chôn sâu ở trong lòng của quý bà cha em con trong buổi chiều hôm nay, để chúng con đi đâu, chúng con làm gì, chúng con cũng luôn nhớ đến lời của Chúa, và chúng con luôn suy gẫm lời của Ngài, đang làm theo lời của Chúa, và chúng con chắc chắn rằng sẽ là những người được phước ở trong đúng thời điểm của Ngài. Con cảm ơn Chúa, và chúng con cùng nhau thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.